Xin chào tất cả anh em. Thì hôm nay em lên cho anh em một bữa nổi nha anh em. Một đồng anh em à. Con này cũng dùng đồng một hậu. Anh em xem tướng tán chim nha. Đây, quy đây, em mới vừa tắm xong anh em. Mới vừa tắm cho nó lông lá còn ướt nha em. Mới vừa tắm xong. Em hay thường thường tắm chim lắm, nắng nắng cái này em tắm cho nó bước lông cho nó đẹp nha anh em. Anh em xem bộ mặt con này nè, nó rất là giữ chim luôn nha anh em. Giọng đồng một hậu anh em à. Con này thì dàn rước khá tốt nha anh em. Con này nó rước tốt lắm. Đây. Anh em xem bộ chân nè, tím mà khô mà nó quậu lại nè. Đây, em vừa này em mới tắm nó ướt nhem nhem. Đây. Tắm rồi em phơi nắng cho nó đẹp con chim anh em. Mình tắm xong cái phơi nắng chừng vài hôm này nó bắt đầu là nó đẹp chim rồi nè. Con này nó cũng khá là to con nha anh em, nó không nhỏ con đâu nha anh em, to con lắm. Anh em xem mặt mũi nè, con này nó cứng gù anh em, nhưng quy mà quy đỏ lửa nè, cứng gù. Đấy thì anh em nào cần thì con này em cũng chia lại giá mềm cho anh em thôi. Anh em nào cần thì liên hệ qua Zalo, số điện thoại rồi em báo giá cho anh em. Đây, mặt dữ luôn, chim mặt rất là dữ luôn. Em đập đập cho nó. Đây. Chim khá là dữ với con nha anh em. Dạng chim lắm nha anh em. Con này dạng lắm. Rồi, anh em nào cần thì liên hệ qua Zalo số điện thoại cho em nha. Cảm ơn tất cả các anh em.